Cốc đã chưa? Nhìn cái cốc đã, thèm quá. Chắc làm cháy quá. Hello chào các bạn. Hôm nay Thu Mệt sẽ review với các bạn cái cốc ở nước Úc thôi các bạn. Thì qua đây mười mấy năm rồi mà Thu Mệt chưa có ăn thử cái trái cốc mình trồng ở tại Úc. Thì cốc này cũng Thu Mệt cũng nhập ở bên tiểu bang khác đem về các bạn, xứ nóng. Thì trái cốc rất là ngon ngọt thì cũng nghe nhiều người nói nhưng mà mình cũng chưa ăn thử. Bữa nay mình sẽ review và ăn thử trái cốc coi nó chua tới cỡ nào và nó ngon như thế nào, có giống Việt Nam không chứ nhìn thấy cũng thèm quá. Rồi bây giờ bắt đầu Thu Mệt kiếm vài trái nào chín chín cái Thu Mệt ăn thử ha các bạn. Quay đang làm gì đó? Chào chú. Đang làm gì vậy? Trời ơi, cốc nó dữ vậy. Dạ con mới đem về. Mới đem về. Wow. Wow, đang đi kiếm trái đang thử chú ơi coi nó cảm giác như thế nào chú. Trời ơi chua chua. Ồ, chào chú. Lâu quá không gặp chú à. My god. Trời cái này nhậu đã luôn nha. Dạ, ngon chưa ăn thử chưa? Chưa, con đang tính ăn kiếm trái con ăn thử rồi chú. Chú tới thôi. Còn có mắm ruốc muối gì không đem ra? Hai chú cháu thử đi. Rồi rồi để con coi con bẻ trái thử ha chú ha. Ừ. Bẻ vài trái thử coi nó như thế nào. Con cũng đang ngắm nghía đó coi trái nào ăn được thôi chú. Ừ. Là chú cầm con thử coi. Vô lấy mắm ruốc đi. Khoan từ từ chú. Trời ăn không vậy sao được. Rồi 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 để con vô con lấy mắm ruốc. Chú chờ con xíu nha. Chú ơi đâu rồi chú, đâu rồi ta? Mình ăn thử cái cốc coi nó khác làm sao chú. Có mắm ruốc không? Dạ có chú. Đâu đâu coi rồi. Đây còn dích cho mắm ruốc chú. Wow. Mắm ruốc ăn thử coi. Có muối không? Có muối luôn chú. Vậy thì bây giờ mình ăn thử hai cái vị này, vừa mắm ruốc vừa muối coi nó như thế nào. Ừ, thử đi. Muối này muối muối ớt Tây Ninh đó chú. Ok. Chú ơi, chú đâu rồi? Ở đây đang là coi cái chùm cốc này quá xa đây. Trời ơi, cái cốc này cũng dữ dội quá nè. Ôi, có mắm ruốc hả? Mắm ruốc rồi chú. Ừ. Bây giờ mình ăn thử coi nó làm sao chứ. Hấp dẫn rồi nha. Không biết bên đây người ta trồng sao nó ngon bằng Việt Nam. Chú ăn thử cái cảm giác coi nó giòn nó ngon không chú? Ừ. Ăn với muối trước ha. Này muối... Muối Tây Ninh đó chú. Muối Tây Ninh hả? Trời ơi, mắm ruốc thơm quá vậy. Sao chú hay sao chú? Nó chua chấm vô muối cái nó có mặn đó, nó dịu lại. Dạ. Cái này có bột gì không? Muối muối ớt của Tây Ninh á, muối Tây Ninh nào họ có bỏ cái bột gì á. Bột niêm á, bột niêm á. Dạ. Nó ngọt ngọt dịu dịu. Trời ơi, nó chua đã mà không có chua ở Việt Nam nó cứng quá. Trong này cốc Thái chắc còn nghĩ cốc ở không? Việt Nam á chú nhớ hồi nhỏ ăn á nó cái vỏ nó cứng, còn cốc ở đây mình ăn luôn cái vỏ luôn. Dạ. Ừ, ăn mấy cái hộp mình ăn luôn được không đó? Chắc được rồi chú ơi. Ơi mời các bạn nha, mời các bạn. Ừ, mời các bạn làm miếng nha. Ngon, nó chua chua ngọt ngọt. Ăn thử miếng mắm ruốc đi. Từ từ chút, để thử không. Ăn cái này tội lỗi quá. Ăn mà không có rượu, không có gì hết trơn. Ngon quá. Cái này làm tôi nhớ hồi còn trẻ quá. Hồi mà khó khăn nhất á. Một dĩa mắm ruốc chiên trái cóc là nhậu cũng xỉn rồi. Ớt vô nó cay. Ăn với mắm ruốc nó không còn chua nữa. Trời ơi.
lúa nó thơm cực kỳ, nó xông lên mũi thơm quá. Cái này làm cho cái cốc nó dịu rồi. Cắn miếng ớt nha chú, ăn ớt đỏ chú ăn nổi, cay quá. Ăn ớt xanh nha, ớt này cũng cay lắm. Wow, à, ngon á, chua cay mặn mặn ngọt thum thủm mùi nước máu mắm lúa ngọt nữa, ngọt ngọt của cái gốc. Ăn ớt đi. Để con ăn ớt nổi không? Còn có chứ, ngày xíu rồi ăn ớt vô nó mới đã cái đầu lưỡi. Ngon quá. Nhâm mì cay cay mặn mặn ngọt ngọt chua chua. Rồi cái cảm giác này lâu lắm rồi mình mới có được không? Dạ chua nhắm mắt luôn, nhưng mà nhờ có cái mắm ruốc nó giảm, nhưng mà nó giòn chứ không phải là cốc ở Việt Nam nó cứng quá. Cốc Việt Nam á cái ruột ăn không nổi đâu, cốc này có thể mình cắn cái ruột nó mềm, cái vỏ cũng ăn được luôn. Cái vỏ thì khỏi nói rồi, bóc thái nó mềm. Ngon quá. Theo chú là cái cây cốc này nó trồng được ở cái khí hậu ở Úc không chú? Ở Úc thì nó có Úc mới lên nè, ở Melbourne thì phải họ nói ở Melbourne. Dạ. Ở mấy cái tiểu bang khác thì nó sống được rồi, chỉ có Adelaide với Melbourne thì khí hậu nó có mùa đông nó lạnh, nhưng mà cái cốc này nó thân nó gỗ đây, nó tệ lắm, cũng trên 2 năm rồi. Cho nên là chú nghĩ về Melbourne sống được. Năm tới thì nó bị khựng lại chút, vô mùa đông mình sắp tới vô mùa đông rồi. Thì khoảng chừng 3 tháng này nó khựng lại. Nhưng mà nó sẽ vượt trở lại mấy hồi, tại vì cái thân nó đã cao quá mà đã có thân gỗ rồi. Thành ra mấy cây cốc này á nó lên tới máy này thôi. Dưỡng mình lên tới này rồi nó là trơ gan cùng tế quyệt luôn. Hết sợ nó rồi. Có thể là đầu tiên giai đoạn đầu mình ăn lá đi, rồi sau này mình sẽ thu hoạch nó. Mua cây về nè, nó đáng rồi đó, chứ mua cây quá nhỏ đi. Chứ mua cốc thái cũng lùn, cái trái nó bằng móng tay rồi. Dạ. Thành ra không đủ sức, còn cây này nó đang vượt lên thế này rồi thì đủ sức rồi. Nó lớn rồi. Thì phải ăn cái nha. Ngon quá ha chú. Thèm thiệt đó. Công nhận cái cốc này nó ngon quá các bạn ơi. Ôi, thì bây giờ sao nó ngọt rồi ta? Thì có trái cua với ngọt. Ăn hồi thấy ngọt rồi đó. Chua ngọt. Không, cái trái đầu này nó hơi non. Ừ. Cái trái này nó hơi ngọt, chín hơn. Nhai cái ruột luôn đi. Nhai cái ruột nó mềm. Dạ. Nó đỏ lắm. Ăn ớt vô. Hay là tại ớt làm cho cái vị lưỡi mình ngon quá à. Để kiếm trái khác nha. Ừ. Kiếm trái này coi. Cây cây khác này, coi đây nè. Hai ngẩn. Trái nhiều à. Các bạn nguyên trụng thì không có buồn đâu. Hả? Các bạn nguyên trụng đi. Dạ. Ngon quá. Ăn trên cây này cái là ngon nhất không? À chua cha. Đảo quá. Cay. Chua. Bây giờ ăn ớt đi. À, coi có cái vị lưỡi sao. Trời ơi, trái ớt này nó xanh mà nó cay giả mang luôn ta. Được thấy nó xanh mà nó tưởng là nó không cay. Ớt gì có chai whisky à? Johnny Walker. À, Johnny Walker. Phải uống rượu trắng nữa. Vodka. Bị dứa ôm cái đàn nữa. Đã quá, sao chú lên đây có lọc ăn không ta? Dạ. Chú giờ còn xíu à. Làm gì? Trời ơi. Vô đóng lâu luôn, đừng ra ha. Bẻ nhánh này ta đi về luôn cho rồi. Quá trời luôn ta. Chà chà. Ôi dạ, đầy nhánh nữa. Hết biết luôn. Qua đây nữa, cây nào cũng có ha. Chú hồi nãy dạ. Hôm qua con ghé nhà cái ông M đó chú. À, ông mà hôm bữa mình ăn đậu đồng á. Ông mận bóng cái này bự rồi hả? Ông cái mận này, cái trái này có trái nè. Có hột nè. Bây giờ mình ăn thử cái mận coi sao chú. Cái mận này quý lắm á chú ơi. Nè, chú nói có hột phải không? Dạ. Nó bị lai. Rồi ăn lại khóc luôn má ơi. Dạ. Hay kệ nó mình ăn cả ổi ăn mận đi chú. Còn chơi cái này ăn cay dở quá. Nó mận phải ăn với muối ha. Ngon không? Ơi mời các bạn.
Ăn thử cái mặn nha, mặn ở Úc nè các bạn. Trời ngọt quá. Ngọt. Mặn Ấn Độ đẹp quá này. Còn cái da đẹp quá. Cái gì đó, mặn da hồng, cái da hồng. Ủa, có hái cái mặn da trắng không? Dạ không, nó hình như là nói da trắng đó. Để tí con hỏi lại coi cái mặn. Một hết rồi. Ừ, ngon quá. Ăn cái này toàn phá mồi cơ mà mấy em nhậu buồn lắm. Chơi giùm. Khóc mặn, mặn này ngon quá ha. Dạ. Còn gì nữa đem ra đây? Còn gì không? Nhà còn cây hàng mẫu nữa. Còn chút. Đem đó đi ăn. Ngon quá. Tên chiều dữ tợn nha. Mặn ăn giòn rụm luôn. Mặn mà chấm cái muối này á, nó ngon cực kỳ luôn. Mà cốc này mà chấm giấm ruốc này ăn được, trời ơi, phơ phiệt luôn, ngon quá. Cây mặn bên đây mắc lắm chú ơi. Hôm bữa con ra ngoài shop 35 đồng ký. 35 đồng ký mặn. Đúng rồi, hàng hiếm mà. Cốc thì nó rẻ, cốc thì nó trồng được. Nhưng mà nói thiệt á, chú ở Việt Nam chú không, hồi đó chú còn nhỏ chú không có ăn mặn. Tại vì mặn, mấy cây mặn ở bển thì nó mọc thoải mái luôn. Thì khi có mùa nó có sâu á. Dạ. Còn mặn ở đây thì họ bao rồi là sao á. Không có sâu chút. Không có sâu, mà cái vỏ nó bóng lưỡng luôn. Đẹp lắm. Mấy cái trái gì mà nó dẹp mấy giờ. Dẹp giờ đặc ruột nè, thấy không? Còn cái trái mà nó bầu tròn á thì quà wow, trái này đặc ruột luôn nè. Cái mặn mà cái hột mặn này mình trồng một cây vậy bao lâu có trái chú? Thầy chú nếu mà trồng ở tiểu. Thầy bận mê bệnh á. Nếu mà cây chiếc nhỏ rằng điện gan tay phải 2 năm. 2 năm thân gỗ rồi mới có trái sai. Còn năm đầu tiên thì nó cũng có thể có bông một hai cái bông thôi. Còn mà trồng hộp á, ý con trồng hộp á. Trồng hộp thì chưa có chưa biết. Mình theo con nghĩ phải 5 năm á chú ạ. À. Hộp thì cái quy trình nó phát triển chậm. Chậm có trái, nhưng mà nó có trái thì cái tuổi thọ nó lâu hơn. Dạ. Và mình chỉ cần. Mà bây giờ người ta trồng để có trái. Ôi, ăn miếng này đã mà. Sao chú? Cay hả chú? Cay chảy nước mũi luôn rồi. Dạ? Cay quá. Cay hả? Không có trái ổi nữa đâu ha. Cốc ổi xoài ha. Nhà có bán xoài đúng không? Có chứ. Có trái xoài không? Chưa có trái xoài chú. Chưa có xoài mà chưa có trái mặn. Trái ổi. Ổi mùa này chưa có trái. Mới nhập về mà xoài có trái á. Mình ăn nó đã. Đúng rồi, bữa nào con phải nhập cái vài trái cái xoài cái trái. Trái. Ngon các bạn. Mặn với ổi, mặn với cốc thì cũng đã ngon không? Trời ơi, mặn đã quá. Mà sao cái mặn ở bên Việt Nam á, để từ sáng tới chiều nó hư à? Đây con bẻ từ tối qua giờ con để ngoài luôn mà không mấy. Do thời tiết. Thời tiết bên đây nó quýt hơn chúng mày không? Chứ bên Việt Nam mà cái mặn mà để ở ngoài về sáng tới chiều là nó hư. Nó khô rang nhìn xuống. Ra không? Ra trồng đủ nước á. Chăm sóc tốt mà, phân nước đầy đủ nè. Có da mơn mởn không? Dạ. Đúng rồi đó. Cái mặn Việt Nam nó trồng ngay cái bờ sông. Cái bờ sông á, ngay cái mấy cái kinh cái rạch vậy á, để tự động nó hút nước, nó hấp thụ nước thôi. Còn ngày được chăm sóc kỹ. Con người vậy thôi, chăm sóc kỹ thì nó đẹp hết. Ngon. Cả quá. Còn nãy giờ quay phim hả? Dạ. Rồi mời các bạn nha. Hôm nay tới nhà của Thomas. Đâu nó có nào là mận, nào là cốc. Làm bụng đã vô cùng luôn. Tí nữa còn lấy mấy trái táo tàu nữa ra ăn thử không? Táo tàu nữa hả chú?
còn miếng cóc ăn cho nó hết. Ồ ngon quá ha. Thôi mình chuyển món này qua chú ơi, ăn đãi cái món này. Gì à? À, táo tàu, vui vui. Ok, cứ mệt cũng ra ngoài vườn bẻ được mớ táo tàu ra mời ông chú luôn. À, cái này ở ngoài vườn con bẻ đủ nó hiệu. À, cái này có chi khô, có ly, có tay gà tút, có. Đâu chú ăn thử coi. Trời ơi, hồi tối hôm qua chú về chú ăn. Chú đi làm hôm về 11 giờ, lúc mà chú nói chuyện cho á. Cái chú mở tủ lạnh ra chú thấy hấp dẫn quá, chú ăn cho 5 quả luôn, lớn này nè. 5 trái này nè. Dạ. Chú sự tưởng là sáng đường lên, mà không lên, ngủ nha. 3 ngày liên tục rồi. Cái này, không biết, cái này mình tưởng là có đường, bị đường lên, nhưng mà thử 4.8, 4.6. Cái này là lạ lắm. Nếu mà các bạn nào mà lớn tuổi á, mà ở trong cái giai đoạn mà đường mà bị giai đoạn cái tiền tiểu đường phải không? Dạ. Hả? Thì mời các bạn táo tàu. Thử ăn cái táo tàu đêm đi. Ăn thử như mình tối qua mình ăn rồi đó, 5 quả ba lớn vậy nè. Chú ăn mấy ngày rồi? Ăn 3 ngày liên tục rồi. Mà thử sáng thử 4.6, 4.5. Rất là bình thường, mình nghĩ là nó sẽ lên nhưng mà nó không lên, mà cái chỗ này hơi lạ. Nhưng mà ăn một cái quả apple mà Fuji á, Fuji mà apple á là đường lên, tạm như là cái đường nó không có chuyển được. Còn cái thằng này á, thì nhờ chắc có lẽ nó nhờ có chua chua ngọt ngọt hay sao. Dạ. Yeah. Cái insulin nó chú ăn thử đi. Mùa tắc mùa cái mùa táo tàu này ăn dữ hơn nha. Năm nay ăn quá nhiều táo tàu á. Ngon. Ngon quá bạn ơi. Chua ngọt. Chú chấm muối nữa này hả? Ai biết đâu, tại thấy muối chấm muối không á. Ngon quá. Ngon quá. Ôi, mời các bạn táo tàu. Chú có lọc ăn. Ghé đây là cho ăn mệt hiểu không? Thôi, để chắc chú cũng phải đi một chuyện hả? Dạ. Thôi tạm biệt các bạn nha. Hôm nay mình có lọc ăn. Bữa nay Thu Mạch cũng tới review trái cốc thử ăn thử, mà cái gặp chú mình tới rồi Thu Mạch cũng mời chú ăn thử trái cây. Cây nhà lá vườn. Thì cây tại Úc thì theo chú này rất là ngon. Và trong tất cả cái cây này á, có tàu nè, cấp nè. Đây là mắc nhất. Đâu có, mặn nó rẻ. Mặn nó mắc nhất. Nó bán một bịch vậy đó. Dạ. Nó bán hộp vậy mấy trái à. Dạ. 20 mấy đồng á. Đúng rồi, mặn là mắc nhất. Mặn mắc nhất. Mặn vậy mới ngon nha. Con này nè. Đập như cốc thì vô mùa cũng rẻ. Ok, thôi Thu Mạch và chú Thu Mạch xin dừng clip ở đây ha. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau ha. Ngon quá. Bye bye, xin chào tất cả. Bye bye quý vị.